Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết. Thưa quý vị, mưa lớn sẽ vẫn tiếp diễn ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, còn mưa rông thì ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Như vậy là trong ngày hôm nay, mưa vẫn là hình thái thời tiết của cả ba miền nước ta. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp bên sông vẫn là những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra trong những ngày này. Vì vậy, quý vị ở trong khu vực này cần lưu ý không nên trú ẩn tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao, lội xuống trước nếu thấy dây điện, cột điện bị đổ dưới nước, đi lại qua sung suối sau lũ nên tránh xa các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm đến các khu vực đất cao hơn để trú ẩn bảo vệ bản thân mình trước tiên. Còn sau đây xin mời quý vị cùng đến với những thông tin thời tiết khái quát của các vùng trên cả nước. Tại Bắc Bộ, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa mưa to, rải rác có rông, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, riêng Sơn La và Hòa Bình, cục bộ có mưa vừa mưa to và rông, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và có rông. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa mưa to và rông. Phía Nam có mưa rào vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối có rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có nơi có mưa rào và rông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Và sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục bản tin với những thông tin thể thao.